Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ở đây mình đang có hai sản phẩm đến từ thương hiệu Elgato, một hãng lớn chuyên sản xuất những cái thiết bị nhằm hỗ trợ phục vụ cho công việc streaming và được rất nhiều anh em streamer không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài cũng tin dùng. Ví dụ ở đây thì mình có bộ sản phẩm Stream Deck. Thấy anh Độ Misi cũng thường xuyên sử dụng bộ thiết bị này trong các buổi livestream của mình nên mình cũng đã bắt chước mua về vọc vạch thử. Với ước mơ bước một chân vào con đường streamer chuyên nghiệp nên mình cũng đã đầu tư thêm một em capture card nữa, cũng đến từ Elgato luôn. Vậy hai sản phẩm này có chức năng gì, công năng ra sao? Anh em streamer có cần thiết phải mua cái bộ thiết bị này không? Tất cả những câu hỏi trên thì mình sẽ giải đáp ở ngay sau phần mở hộp sản phẩm nha. Đầu tiên thì mình sẽ unbox em Elgato Stream Deck trước. Sơ qua một chút về thiết kế vỏ hộp bên ngoài, mặt trước sẽ có hình ảnh của sản phẩm cũng như logo của hãng. Mặt sau sẽ là một số những cái thông tin cơ bản khác như Stream Deck có thể hỗ trợ tốt cho Mac luôn nha anh em. Tới phần mở hộp thì đi kèm bên trong, chúng ta sẽ có một cái sợi cáp nguồn cũng như một sách hướng dẫn sử dụng. Còn đây chính là em Stream Deck và chúng ta sẽ có cái phiên bản với hai tùy chọn màu sắc khác nhau, đó là đen và trắng. Ở đây thì mình chọn mua màu trắng nha anh em. Sơ một chút cho anh em nào chưa biết thì Stream Deck thực chất là một cái bảng điều khiển nhỏ với những cái nút bấm vật lý. Những cái nút này giúp cho anh em streamer có thể dễ dàng chuyển đổi nhanh cái thao tác bằng việc gán nhiều phím tắt. Từ đó sẽ giúp tối ưu được cái quy trình livestream của anh em hơn. Nói hơi dài dòng một chút nhưng lát nữa mình demo thì anh em sẽ hiểu ngay thôi. Về thiết kế của sản phẩm, Elgato Stream Deck khá nhỏ gọn. Còn về cấu tạo thì bao gồm hai thành phần chính là một cái bảng điều khiển và một cái phần chân đế giúp anh em có thể dễ dàng đặt để Stream Deck ở bất cứ bề mặt phẳng nào. Phía sau bảng điều khiển thì chúng ta sẽ có một cái cổng cấp nguồn và việc lắp đặt phần chân đế với bảng điều khiển cũng rất là dễ dàng nha. Tiếp đó thì mình sẽ unbox tiếp em capture card ha. Ngay từ bên ngoài vỏ hộp thì anh em cũng có thể thấy hình ảnh của sản phẩm cũng như một số những cái thông tin cơ bản về chiếc card này. Ví dụ như là Elgato Capture Card HD60 Pro sẽ cho phép bạn ghi lại cảnh quay không giới hạn ở chất lượng Full HD 1080p 60 ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục unbox em này luôn. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một cái em Capture Card ha. Phía bên đây thì sẽ có một số những cái hình ảnh hướng dẫn về cách lắp đặt và kết nối thiết bị. Trước khi tới phần trải nghiệm thì mình sẽ xem sơ qua một chút về cái phụ kiện có trong hộp. Nhà sản xuất có tặng kèm cho chúng ta một cái sợi cáp HDMI. Tiếp đó sẽ là một cái tờ hướng dẫn sử dụng nhanh. Và trên thị trường hiện nay thì có hai cái loại capture card chính là card gắn trong và gắn ngoài. Mình thì sử dụng loại gắn trong cho đỡ rơi rợ lằng nhằng. Vậy chiếc card này có chức năng là gì? Thì đây là một cái card ghi hình nha anh em, được dùng để ghi lại những cái tín hiệu hình ảnh của bất cứ cái thiết bị gì mà có cổng xuất HDMI, với khả năng chính là giúp cho những cái game thủ ghi lại cái quá trình mà chơi game của mình. Sau đó sẽ chia sẻ chúng lên trên Internet thông qua những cái nền tảng phổ biến như là YouTube, Twitch hoặc là TikTok, vân vân. Ngoài ra, một tác dụng phụ của chiếc capture card này là có thể biến những cái chiếc máy ảnh thành webcam một cách dễ dàng. Và đây cũng là lý do chính mình mua chiếc capture card đó anh em. Về thiết kế thì như hình anh em thấy, sản phẩm sẽ có một cổng in và một cổng out. Về cách lắp đặt cũng rất đơn giản, anh em chỉ cần lắp vào khe PCIe trong cây máy tính là xong. Vị trí của khe PCIe thì thường nằm ở ngay dưới chỗ gắn card đồ họa đó. Ví dụ như mình lắp ở đây này anh em. Để sử dụng được cả hai thiết bị trên thì anh em cần lên trang chủ của Elgato và tải phần mềm về. Đầu tiên thì với Stream Deck, thiết bị này anh em có thể dễ dàng thực hiện những cái thao tác nhanh. Ví dụ như ở đây mình muốn truy cập một trang web nào đó, thay vì anh em phải lên trình duyệt rồi đánh tên trang web cần tìm, thì tất cả những việc cần làm bây giờ anh em chỉ cần bấm một cái nút bấm duy nhất ở trên bảng điều khiển là xong. Bên trong phần mềm còn hỗ trợ rất nhiều những plugin khác như OBS Tool, Twitter, vân vân. Hoặc là anh em cũng có thể xem giờ, thời tiết hoặc số view của YouTube ngay trên chiếc bảng điều khiển này luôn. Nói chung là rất nhiều tính năng tiện lợi vô cùng. Bình thường các anh em streamer sẽ sử dụng thiết bị này để dễ dàng tắt mở webcam hay micro, hoặc là việc chuyển cảnh nhanh nhiều góc máy. Tiếp theo sẽ là capture card. Thì ở đây mình đã kết nối từ cổng micro HDMI của máy ảnh vào capture card ha. Tất cả những việc cần làm bây giờ là anh em setting góc cho đẹp và hoàn chỉnh, đó là xong. Vậy là anh em đã có thêm một cái góc máy đẹp rồi nữa phải không? Thật là dễ dàng phải không anh em? Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.